Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Mặc dù là đã gần tới cái dịp Tết âm lịch, tuy nhiên thì theo lịch dương thì mọi người vẫn sẽ làm việc bình thường. Chính vì vậy Apple họ cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ này. Và ngay ngày hôm qua thì Apple họ vừa cho ra mắt một cái sản phẩm mới, một cái bộ sản phẩm mới trên một cái dòng chip mới mà chúng ta đã đợi từ rất là lâu rồi. Đó chính là những cái chiếc MacBook Pro 14 và 16 inch và một chiếc Mac Mini thế hệ thứ hai dùng chip M2 đó. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu hình cũng như là những cái mức giá khi mà nó về tại thị trường Việt Nam như thế nào nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và điều đầu tiên gắn liền với cái tên là MacBook Pro 14 và 16 inch thì chúng ta cũng sẽ có hai cái dòng chip tương tự được cập nhật theo hai cái dòng máy này. Đó chính là một con chip M2 Pro và một con chip M2 Max. Trên cái phiên bản chip M2 Pro thì nó sẽ có tổng cộng là 12 nhân CPU và 19 nhân GPU. Ngoài ra thì cái bộ nhớ RAM của nó được update lên đến tận là 32GB. Cái con chip M2 Max á, thì nó còn có cái cấu hình cực kỳ là khủng khiếp hơn và nó có đến tận là 38 nhân GPU và đi kèm vào đó là 96GB bộ nhớ RAM cho cái phiên bản cấu hình cao nhất. Và với cái sự cập nhật này thì con chip M2 Pro hiện tại nó đang mạnh hơn con M1 Pro khoảng 20%. Và theo như lý thuyết thì Apple họ cũng có nói là nếu như mà xử lý Photoshop thì nó sẽ nhanh hơn khoảng 40% so với con M1 Pro. Và nó nhanh hơn khoảng 80% so với cái con chip Core i9 của Intel ở những cái chiếc MacBook thế hệ trước. Và ngoài ra thì cái con chip M2 Max thì đương nhiên nó cũng sẽ mạnh hơn con M1 Max khoảng 30%. Thì theo như lý thuyết thì Apple họ sẽ công bố cho chúng ta là như thế. Còn việc nó mạnh như thế nào hay là nó có thực sự tốt với cái cấu hình đó hay không thì chúng ta phải cần có một cái chiếc MacBook ở tại thời điểm này thì chúng ta mới có thể biết được. Và dự kiến thì những cái chiếc MacBook Pro 14, 16 inch sở hữu chip M2 Pro và M2 Max thì nó sẽ về tại thị trường Việt Nam vào khoảng giữa tháng 2. Và chúng ta sẽ cùng đi qua một tí về những cái cập nhật khác của cái phiên bản lần này. Và ngoài ra một số những cái điểm mạnh khác mà chúng ta còn có thể kể đến với hai cái chiếc MacBook Pro 14 và 16 inch này đó chính là cái thời lượng pin của nó cực kỳ là ấn tượng. Thì theo như Apple họ công bố nhá, thì chúng ta sẽ có khoảng 22 giờ xem phim hoặc là 15 giờ lướt web nè. Và ngoài ra thì ở trên cái phiên bản MacBook Pro này cũng được trang bị là Wi-Fi 6E cộng HDMI cao cấp hơn và cho hỗ trợ truy xuất ra màn hình ngoài lên đến tận là 8K 60Hz hoặc là 4K 240Hz, đó tùy vào cái nhu cầu của các bạn sử dụng mà chúng ta sẽ xuất ra cái màn hình ngoài cho nó phù hợp. Và cùng với cái bộ đôi MacBook Pro 14 và 16 inch thì Apple họ cũng cho ra mắt những cái chiếc Mac Mini sở hữu chip M2 và chiếc M2 Pro. Và với cái mức giá khởi điểm khoảng $599 và thực sự là đây sẽ là một cái con mini PC cực kỳ hot vào năm 2023, giúp cho những cái bạn nào mà chúng ta có những cái nhu cầu thấp, ví dụ như là chỉnh sửa những cái video cơ bản như mình đang làm chẳng hạn, hoặc là những bạn nào mà chúng ta làm việc liên quan đến code thì chúng ta vẫn có thể sở hữu những cái chiếc Mac Mini này. Nó phù hợp hơn với người dùng, nó cực kỳ nhẹ với một cái cấu hình cực kỳ cao, giá cũng mềm, và đặc biệt là những bạn nào mà chúng ta yêu thích những cái món đồ của Apple thì đây là một cái chiếc mini PC thực sự rất là hot. Và theo như mình nhớ thì mức giá hiện tại nó rẻ hơn khoảng $100 so với cái thời điểm mà cái chiếc Mac Mini M1 được ra mắt. Vậy thì cái câu hỏi bây giờ đó chính là khi những cái chiếc MacBook Pro 14, 16 inch và Mac Mini về tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ có mức giá cụ thể là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có cái mức giá như mình nắm mức giá dự kiến của chuỗi cửa hàng Symfonet đang là một cái đối tác chính hãng của Apple. Và đầu tiên là cái chiếc Mac Mini với vi xử lý là chip Apple M2 dung lượng là 256GB dự kiến sẽ là 16 triệu đồng cho cái phiên bản cấu hình thấp nhất. Với phiên bản cấu hình thấp nhất cho cái chiếc MacBook Pro 14 inch thì nó sẽ có là 512GB bộ nhớ trong với mức giá khởi điểm là 53 triệu đồng. Và với cái chiếc MacBook Pro 16 inch với cái con chip là M2 Pro á thì chúng ta sẽ có cái mức giá là 66 triệu đồng và các bạn sẽ có cái mức giá là 93 triệu đồng nếu như chúng ta chọn cái cấu hình cao nhất là con chip Apple M2 Max đi kèm vào đó là 1T bộ nhớ trong.
và đó sẽ là cái mức giá tham khảo mà mình muốn đưa đến cho các bạn. Và thực ra thì về ngoại hình thì những cái chiếc MacBook Pro 14, 16 inch hay là Mac Mini ở năm nay nó sẽ không có quá nhiều những cái điểm khác biệt về mặt thiết kế để mà chúng ta có thể focus vào. Và ở cái cuộc chơi này thì rõ ràng Apple họ đánh mạnh vào cái phần cấu hình để cho những cái chiếc MacBook Pro 14 và 16 inch nó tách biệt hoàn toàn so với cái dòng MacBook Pro 13 inch và so với cái dòng MacBook Air. Đó, cái dòng này nó cao cấp hơn hẳn, nó dành cho những cái người dùng xịn sò hơn, và đặc biệt là những bạn nào mà chúng ta thường xuyên phải edit, thường xuyên phải dùng AI, thường xuyên phải dùng Photoshop, thường xuyên phải dùng những cái tác vụ nặng, thì MacBook Pro 14 và 16 inch là những cái sản phẩm phù hợp để mà các bạn có thể xuống tiền. Còn những bạn nào mà chúng ta là dân văn phòng, các bạn có cái nhu cầu edit thấp, chỉnh sửa một cái vài những cái video nhỏ nhẹ, thi thoảng thì chúng ta làm báo cáo các thứ, làm Excel là chủ yếu, thì các bạn có thể hướng đến những cái dòng MacBook Air, hoặc là nếu như máy tính để bàn thì chúng ta có thể hướng đến là Mac Mini M2 với mức giá 16 triệu đồng, cũng cực kỳ là êm, cực kỳ là ngon để mà các bạn có thể sở hữu được một cái sản phẩm của Apple. Đó, và các bạn cảm thấy sao về bộ ba sản phẩm được Apple họ ra mắt vào dịp cận Tết này, và các bạn mong muốn điều gì khi những cái sản phẩm này về tại thị trường Việt Nam thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.